cái tính chính đáng để cầm quyền của chúng nó là không còn nữa, và chính nghĩa quốc gia sáng tỏ hơn bao giờ hết. Và thậm chí là trước cái sự lên án của quốc dân và quốc tế, chúng nó đã phải mượn cái danh nghĩa chống tàu cứu nước của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa để nó che giấu cái tội bắn nước của nó. Và bây giờ là cái lúc mà nó loay hoay, nó mong nó cứu gỡ lại cái tính chính đáng cầm quyền. Cái tính chính đáng cầm quyền của một chính quyền thì nó dựa trên cái gì? Nó dựa trên cái uy tín trong nước và uy tín quốc tế. Trên quyền quốc tế thì bây giờ là nó bị cô lập hoàn toàn rồi, và trong nước thì nó mất hết lòng dân. Thậm chí là những người mà lão thành cách mạng đi theo Cộng sản từ những năm 1945 tới giờ đã phải tự hỏi nhớ, hay cái đảng này, cái đảng mà ngày xưa tôi đi theo cụ Hồ để mà giải phóng dân tộc, đâu phải là cái đảng này nữa. Cái đảng này nó là cái bọn lâu loa ăn cướp ở đâu, nó leo lên, nó ngồi trên đầu trên cổ nó dân, chứ có phải cái đảng mà ngày xưa tôi đi theo đâu. Và chính trong nội bộ đảng của nó đang tàn rã, và nó trông mong vào cái lực lượng trừ bị của nó là Đoàn Thanh niên Cộng sản. Thì bây giờ đã những cái triệu chứng đầu tiên của sự rạn nứt Đoàn Thanh niên Cộng sản của nó cũng đã bắt đầu xuất hiện, và nó không còn tính chính đáng một tí nào nữa để mà cầm quyền. Và bây giờ nó đang loay hoay, nào là sửa đổi hiến pháp, nào là hòa hợp hòa giải dân tộc, nào là thống nhất này kia. Nhưng mà tất cả những cái trò đó chỉ là cái trò hề của một lũ quỷ nhập tràng cộng sản sống sót cho tới bây giờ. Nó tìm cách nó cứu gỡ cho những ngày tàn cuối cùng của nó, cố bám được ngày nào hay ngày đấy mà thôi. Nhưng mà trước khi tôi bàn sâu về cái vấn đề này thì nhân rằng thì nói những cái họa, đại họa mất nước của chúng ta về cái anh nước tàu đó, thì tôi có một vài cái đính chánh cho với các nhà bình luận gia quốc gia của chúng ta đó. Có hai điều mà ở trong nước người ta bị đánh lừa thì chúng ta có thể thông cảm được. Nhưng mà đối với các bình luận gia mà các nhà trí thức mà những người hướng dẫn dư luận ở hải ngoại này mà bị lừa vì hai cái khái niệm đó thì không thể chấp nhận được. Đó là thứ nhất là cái tên nước tàu, và thứ hai là hai cái chữ nhân dân. Cái ngày khởi đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, tôi còn ở ngoài Bắc, tôi còn đi học, và ngày ban ngày đi học văn hóa mà tối phải học chính trị, thắp cái đèn dầu đi học chính trị thì được học về hai cái chữ tên gọi của nước tàu là như thế nào. Ngay từ năm đó chính Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị cho toàn quân, toàn dân, toàn cả nước là từ nay giờ đi phải gọi nước tàu là Trung Quốc, chứ không được gọi là tàu, không được là người Trung Hoa mà hay là chẹt hay là các chú gì hết, là phải tất cả là phải gọi là Trung Quốc. Mà nước tên của nước tàu cái thời mà Tưởng Giới Thạch thì là Trung Hoa Dân Quốc. Dân quốc là gì? Dân quốc là Republic, Trung Hoa là China, Republic of China là Trung Hoa Dân Quốc. Mà nó ăn gian lận là nó lấy cái chữ đầu và chữ cuối thành cái Trung Quốc, nhưng mà thật ra là cái ý nghĩa của nó khác, là cái mộng, cái mà bây giờ Tập Cận Bình gọi là Trung Hoa mộng, Trung Quốc mộng, nó không có bao giờ nó cùng chữ Trung Hoa nhá, Trung Quốc giấc mơ Trung, tên cái tàu nó gọi là Trung Quốc mộng. Thực ra đó, cái tên của nước tàu, cái tên gì là đúng? Tại sao mà khắp thế giới chỉ có mình nước Việt Nam gọi nó là Trung Quốc rồi? Người Mỹ ta gọi nó là China, người Pháp ta gọi nó là Chine, có ai gọi nó là Trung Quốc đâu, hay là Trung Cổ đâu? Chẳng qua là vì cái lệnh của thằng Hồ Chí Minh nó bắt cả nước phải gọi nước tàu là Trung Quốc, là để chứng tỏ cái sự lệ thuộc của nước Việt Nam và nước tàu. Và những người trẻ trí thức hay là những thanh niên trí thức bây giờ trong nước đang đứng lên chống tàu cứu nước
còn gọi nó là Trung Quốc là chúng ta có thể thông cảm được, là vì bao nhiêu năm giáo dục cộng sản nó nhồi vào đầu người ta cái đó rồi. Nhưng mà những nhà bình luận ở hải ngoại này, tôi nghĩ rằng phải ý thức cái điều đó, không bao giờ gọi cái nước Tàu là Trung Quốc nữa. Đó là một cái ý niệm. Và vì nếu mà chúng ta dùng họ nó là Trung Quốc thì tự bản thân chúng ta đã chấp nhận cái sự lệ thuộc vào nước Tàu rồi. Thì còn gì nữa mà chống Tàu, mình gọi nó chống Tàu mà lại cứ gọi nó là Trung Quốc thì nó ngồi nó cười. Đấy là cái ý niệm thứ nhất. Ý niệm thứ hai là cái chữ people, cái khái niệm về people. Chúng ta cứ gọi nó là nhân dân, hay là nói về nhân dân của ta, cũng gọi là nhân dân thế này, nhân dân kia. Thực ra đấy, cái chữ nhân dân là một cái chữ gian lận của nước Tàu đối với cả cái nền tư tưởng của thế giới. Tại sao chúng ta gọi người dân, chúng ta trong nước chúng ta không gọi là người dân hay là dân chúng, mà lại phải gọi là nhân dân? Tại vì cộng sản nó gian lận. Dân là gì? Dân là những con người gia nhập vào một xã hội có tổ chức. Vì thế cho nên những cái quyền của một con người trong một xã hội thì gọi là dân quyền. Còn nhân là gì? Nhân là người nói chung, không có tổ quốc nào cả, là con người nói chung của loài người. Vì thế cho nên người ta mới phân biệt ra nhân quyền với dân quyền khác nhau. Mà anh Tàu là anh ăn gian, là anh đưa ra cái chủ nghĩa dân chủ nhân dân. Khi mà chúng ta nhận chúng ta là nhân dân thì là chúng ta nhận rằng thì chúng ta là một citizen của cái loài người mà do Tàu cai trị. Vì thế cho nên khi mà nó cộng sản nó chiếm được nước Việt Nam, nó nhân dân hóa cái quân đội mà kháng chiến chống Pháp, lúc đầu gọi là giải phóng quân, bộ đội Cụ Hồ phải gọi là quân đội nhân dân. Báo Cứu Quốc là cái báo của nhà nước, báo chính thức của nhà nước phải đổi là báo nhân dân. Rồi quân đội phải là quân đội nhân dân. Đi dạy học phải là nhà giáo nhân dân. Đi hát, đi ca, đi diễn kịch là nghệ sĩ nhân dân. Anh hùng nhân dân. Rồi đi, mỗi người dân nó phát cho cái chứng minh thư thì gọi là chứng minh nhân dân. Thế vì cái chữ nhân dân nó có nghĩa là gì? Là cái chữ chứng tỏ rằng khi anh chấp nhận cái chữ nhân dân của nó là anh đã chấp nhận làm nô lệ cho cái chế độ cộng sản. Vậy thì nên tôi đề nghị rằng chúng ta không bao giờ dùng cái chữ nhân dân để nói về những người dân bình thường xung quanh chúng ta. Nói như thế, cộng sản nó cười. Vậy vì thế cho nên trong tất cả các cuộc thảo luận thì tôi xin phép bà con đồng bào là không bao giờ tôi dùng chữ nhân dân của chúng nó. Người dân hay là dân chúng hay là công dân, thực ra là quốc dân hay là công dân, citizen hay là công dân. Rồi. Mà dân của một nước thì là quốc dân của một nước. Tại sao lại cứ phải dùng chữ nhân dân của nó để cãi nhau với nó, cãi nhau như thế là để nó cười cho